Kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị cập nhật những thông tin đáng chú ý trong nước và quốc tế. Giải cứu 600 công dân Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia về nước. Bình Dương, 12 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke. Thanh Hóa, bắt tạm giam cán bộ quản lý thị trường, khởi tố tội danh cố ý gây thương tích. Đề xuất bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nói gì? Xăng dầu hạ nhiệt, nhiều hãng xe khách và taxi giảm giá cước. Cây xăng hết hàng, cây xăng cóc treo biển mua bao nhiêu cũng có. Trái cây Trung Quốc đổ về Việt Nam, người dân đổ xô xếp hàng để mua. Trung Quốc, đồng nhân dân tệ rớt giá mạnh nhất trong 2 năm. Nga cảnh báo, cơn bão lớn toàn cầu đang bắt đầu. Anthony bị chỉ trích vì pha biểu diễn trước Arsenal. Tối ngày 6 tháng 9, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin, cơ quan chức năng Việt Nam đã giải cứu và đưa 600 công dân bị lừa bán sang Campuchia để về nước an toàn, đồng thời hỗ trợ thủ tục cho nhiều người khác. Cụ thể, cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các địa phương giáp biên, các cơ quan chức năng Campuchia xác minh thông tin và bảo hộ công dân. Bên cạnh đó, các nhóm chuyên trách và đường dây nóng đã được lập để xử lý vấn đề liên quan, tiếp nhận thông tin của công dân cần hỗ trợ. Theo Thứ trưởng, đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa có số liệu chính xác về tổng công dân Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia. Thế nhưng trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để giảm tình trạng này. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng khuyến cáo người dân nên tìm hiểu thông tin kỹ để tránh bị lừa. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, ông đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự Xã hội, Cục An ninh mạng và Công dân địa phương, nhất là các địa phương giáp biên, phối hợp với biên phòng để điều tra, xác minh đường dây buôn người sang Campuchia. Trung tướng Tô Ân Sô nhận định, bước đầu đã ngăn chặn, đạt kết quả tương đối tốt. Trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây đưa người đi lao động trái phép ở Campuchia. Bộ Ngoại giao đã đề nghị Campuchia tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở lao động, đặc biệt là những cơ sở kinh doanh, giải trí để ngăn chặn, xử lý những trường hợp sử dụng lao động bất hợp pháp, bảo vệ và giải cứu những người bị chủ bóc lột. Hôm 4 tháng 7, Bộ Công an đã phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều lao động Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia với chiêu trò dụ dỗ, việc nhẹ, lương cao. Người nào muốn được về phải gọi điện cho người thân ở Việt Nam, nộp tiền chuộc. Các cơ sở cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản tập trung ở các khu như Bà Vẹt, tỉnh Poi Pet, thành phố Sinoville, tỉnh Brea Sihanou, Trai Thom, tỉnh Kanda và tại thành phố Phnom Penh. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho hay, các nạn nhân khai đã bị dụ dỗ bởi quảng cáo trên mạng về công việc, lương 800 đến 1.000 USD mỗi tháng. Nhiều người đã bị tra tấn, đánh đập rất tàn bạo khi tìm cách trốn khỏi nơi làm việc và bị giam giữ. Cảnh sát Campuchia mới đây cũng đã lập đường dây nóng 117 bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung để tiếp nhận tin báo về các trường hợp bị giam người bất hợp pháp. Rạng sáng ngày 7 tháng 9, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh xác nhận, đến nay có 12 người chết trong vụ cháy. Ngoài ra, 12 nạn nhân bị thương rất nặng và đang được cấp cứu. Liên quan đến vụ cháy quán karaoke 3 tầng ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, lãnh đạo tỉnh đã thông tin hiện ít nhất có 15 người đã tử vong. Ghi nhận của phóng viên, đến hơn 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ trong quán cháy karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, đến 11 giờ 30 phút, có 14 người đã tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An. Hiện tại vẫn chưa xác định được lai lịch. Tại hiện trường, lúc hơn 11 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn đang dùng thang cuốn đập tường bên hông để tiếp tục công tác cứu nạn, cứu hộ. Cùng thời điểm, cơn mưa lớn đã ập đến, công tác tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn. Có mặt tại hiện trường, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, Công an thành phố Thuận An, một số sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã túc trực chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy. Trao đổi với phóng viên, ông Mai Hùng Dũng cho biết, từ đêm qua, các lực lượng đã có mặt tại hiện trường để liên tục triển khai chữa cháy. Hiện các lực lượng tiếp tục công tác cứu nạn, cứu hộ, tiếp tục tìm kiếm và đưa các nạn nhân còn lại ra khỏi hiện trường. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể cũng đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên tinh thần các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Đến thời điểm này, các lực lượng đang tập trung cho công tác khắc phục hậu quả từ vụ cháy, ông Dũng cho biết thêm.
Chiều ngày 6 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một cán bộ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa. Người này bị tố là đánh bạn gái dã man, phải nhập viện cấp cứu, một hành động gây phẫn nộ trong dư luận. Theo đó, bị can Lê Trọng Nhạc, cán bộ Quản lý Thị trường Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Trước đó vào ngày 23 tháng 8, chị NTD, sinh năm 1989, trú tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về việc chị gái ruột của mình là NTV, sinh năm 1985, trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, bị một người bạn trai đánh đập dã man vào đêm ngày 21, rạng sáng ngày 22 tháng 8. Theo đơn tố cáo, vào chiều tối ngày 21 tháng 8, ông Lê Trọng Nhạc, sinh năm 1986, trú tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, hiện đang công tác tại Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa, đến đón chị V đi ăn cơm tại một nhà hàng ở thành phố Thanh Hóa. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, chị V cùng nhóm ông Nhạc đến quán karaoke Việt Đức, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa hát karaoke. Trong nhóm đi hát có 6 người và chỉ mình chị V là nữ. Trong quá trình hát, chị V chọn bài hát song ca với một người tên là L. Thấy vậy, ông Nhạc đã ghen tuông và đánh chị V ngay tại phòng hát, sự việc có nhiều người chứng kiến. Sau khi bị đánh, chị V chạy xuống tầng 1 của quán hát và được một bạn đi hát cùng tên là T đưa về bằng ô tô riêng. Ông Nhạc đã chặn xe, yêu cầu chị V phải xuống xe và sang ngồi xe của mình để đưa về. Tuy nhiên, sau đó ông Nhạc không đưa chị V về nhà mà đưa vào khu mặt bằng đô thị xanh, thành phố Thanh Hóa. Tại đây, ông Nhạc tiếp tục đánh chị V trong thời gian khoảng từ 23 giờ đêm ngày 21 tháng 8 đến gần 3 giờ sáng ngày 22 tháng 8. Sau đó, ông Nhạc đưa chị V về nhà riêng tại chung cư Hợp Lực và chị V được em gái tên là D tới đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt và có nhiều vết thâm bầm trên cơ thể. Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường đã ký quyết định số 1581 trên QĐ-TC-QLTT ngày 23 tháng 8 về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lê Trọng Nhạc để xác minh, làm rõ vụ việc. Vào cuộc điều tra ngày 24 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định trưng cầu giám định để giám định thương tích đối với chị NTV. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 689 ngày 31 tháng 8 của Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận chị NTV bị tổn thương cơ thể 21%. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra và làm rõ. Ngày 5 tháng 9, hàng chục thanh niên chạy xe máy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây bị cảnh sát ngăn chặn, hai người bắt giữ lại để điều tra. Gần 2 giờ, khoảng 20 xe mô tô chạy tốc độ cao trên cao tốc hướng từ Dầu Dây, Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Trong nhóm có nhiều xe độ chế liên tục nẹt bô chạy vào làn khẩn cấp len lỏi trong dòng ô tô. Tổ tuần tra, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục Cảnh sát giao thông đã truy đuổi chặn bắt. Lúc này, nhiều thanh niên lái xe rẽ vào quốc lộ 51 chạy về hướng Bà Rịa, Vũng Tàu. Hai người, 20 và 24 tuổi, trong nhóm đã bị cảnh sát dừng xe đưa về trụ sở làm việc. Hai thanh niên cho biết khoảng 20 người chia làm hai nhóm hẹn nhau qua mạng xã hội để đi phượt, chơi lễ. Ngày 3 tháng 9, tất cả xuất phát từ Bình Dương chạy ra quốc lộ 1 để đi thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Khi trở về, đoàn mô tô rủ nhau chạy trên cao tốc so kẻ tốc độ. Cảnh sát làm việc với hai thanh niên trên để xử phạt về hành vi lái xe máy vào đường cao tốc, đồng thời trích xuất camera mời những người liên quan để xử lý lỗi điều khiển xe thành đoàn cản trở giao thông. Theo Nghị định 100 năm 2019, người lái xe máy vào cao tốc trừ xe phục vụ quản lý, bảo trì đường sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng, tước bằng lái 3-5 tháng. Nếu gây tai nạn nghiêm trọng, người chạy xe máy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chiều ngày 6 tháng 9, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại đây, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã đưa ra những quan điểm đối với đề xuất bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Chiều ngày 6 tháng 9, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ vào tháng 8 năm 2022 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Liên quan đến vấn đề bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, quỹ bình ổn giá xăng dầu là công cụ để giảm chấn trong trường hợp giá tăng sốc hoặc giảm mạnh. Theo ông Nguyễn Đức Chi, quỹ này không cho ngân sách và cũng không cho bất kỳ ai, chỉ phục vụ điều hành, điều hòa giá xăng dầu trong nước. Việc sử dụng công cụ điều hành này, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp được đảm bảo. Về việc Bộ Tài chính đang soạn thảo luật giá, trong đó có phương án bỏ các loại quỹ như quỹ bình ổn giá xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng Bộ đưa ra các phương án để xem xét, đánh giá trên cơ sở ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp, chuyên gia,
Bộ Tài chính sẽ tiếp thu, đề xuất cấp thêm có thẩm quyền phương án có lợi nhất. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, hiện nay việc điều hành giá xăng dầu được Liên Bộ Công Thương Tài chính phối hợp chặt chẽ, đảm bảo nguồn cung năng lượng, trong đó có mặt hàng xăng dầu. Ông Đỗ Thắng Hải cho rằng, với quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ khi cần thì trích hoặc chi, hoặc quan trọng nhất là trích vào lúc nào, chi lúc nào. Theo ông Hải, nếu giá xăng tăng, các mặt hàng khác cũng tăng, nhưng khi giá xăng giảm thì các mặt hàng khác không giảm. Vì vậy, phải giải quyết vấn đề để giá xăng hạn chế tăng cao. Từ 15 giờ ngày 5 tháng 9, giá dầu hỏa và dầu diesel tiếp tục có mức tăng mạnh, đưa mặt hàng này lần đầu tiên trong lịch sử vượt giá xăng trong nước. Cụ thể, dầu diesel tăng 1.430 đồng trên 1 lít, lên 25.180 đồng trên 1 lít. Dầu hỏa tăng thêm 1.390 đồng, lên 25.440 đồng trên 1 lít. Trong khi giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.350 đồng trên 1 lít và xăng RON 95 là 24.230 đồng trên 1 lít. Hiện, giá dầu diesel đã tăng gần 7.000 đồng trên 1 lít so với đầu năm, tức tăng 38,12%, trong khi xăng RON 95 và E-RON 92 đã giảm về mức tương đương đầu tháng 1. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo về việc điều chỉnh giảm giá cước của các đơn vị vận chuyển hàng hóa và hành khách, áp dụng cho cả đường bộ, đường sắt và hàng không. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, sau giai đoạn tăng giá dịch vụ để bù đắp chi phí, từ tháng 7 đến nay, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu điều chỉnh giảm giá cước. Trong đó, gần 64% đơn vị kinh doanh vận tải bằng taxi đã giảm hoặc kê khai giảm 500-1.000 đồng trên 1 km, tương đương 4,5-12%. Với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, gần 45% doanh nghiệp cho biết giảm khoảng từ 5,26-14,7% giá cước. Còn phía các đơn vị vận tải du lịch, hợp đồng cũng giảm giá dịch vụ theo thỏa thuận khi ký kết hợp đồng tùy từng thời điểm. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, kể từ khi giá dầu đồng loạt giảm, các công ty cổ phần vận tải đường sắt cũng thực hiện hai đợt giảm giá. Trong đó, cước vận tải hàng hóa giảm 5%, cước hành khách giảm từ 5-10%. Các hãng hàng không kê khai nhiều giải giá từ thấp đến cao, đảm bảo không vượt mức tối đa theo quy định niêm yết giá công khai trên trang thông tin điện tử từng hãng. Trước đó, theo ghi nhận của Bộ Giao thông Vận tải, từ đầu năm đến nay, giá cước vận tải hành khách và hàng hóa theo đường bộ đã tăng 10-20% tùy cung đường hay loại hàng hóa. Việc điều chỉnh giảm giá cước như hiện tại sẽ góp phần giúp hành khách, doanh nghiệp cảm thấy thoải mái hơn. Cũng liên quan đến câu chuyện xăng dầu, theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ Online, vào thời điểm 17 giờ ngày 6 tháng 9, cây xăng HFC số 4 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã trưng biển nghỉ nhập hàng. Trong khi đó, người bán xăng lẻ ngay cạnh lại thản nhiên bán 30.000 đồng một lít và muốn mua bao nhiêu cũng có để bán. Nực cười chuyện cây xăng hết hàng nhưng cây xăng cóc trước cửa, treo biển mua bao nhiêu cũng có. Đăng tải trên báo Tuổi Trẻ Online thời điểm 17 giờ ngày 6 tháng 9. Tại cây xăng HFC số 4 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, treo biển hết xăng, nghỉ nhập hàng. Nhưng người bán xăng lẻ ngay bên cạnh lại thản nhiên bán 30.000 đồng một lít và muốn mua bao nhiêu cũng có để bán. Phóng viên sau đó đã dắt xe vào cây xăng, một nhân viên tại đây xua tay. Hết xăng rồi, hết từ lúc 15 giờ chiều, không có hàng về. Khi được hỏi về việc bao giờ có xăng bán trở lại, nhân viên này cho biết khoảng 22 giờ đêm ngày 6 tháng 9, cây xăng mới nhập thêm hàng. Điều đáng nói là khi cây xăng báo hết xăng, thì ngay trên vỉa hè cạnh cây xăng đã có hai người phụ nữ bày những chai xăng đóng sẵn để bán lẻ cho người dân. Mỗi lít xăng người phụ nữ này bán ra với giá 30.000 đồng và muốn mua bao nhiêu xăng họ đều cũng có thể đáp ứng. Dù giá tại cây xăng di động chênh lên khoảng 5.000 đồng một lít so với giá bán tại cây xăng chính thức, nhưng vẫn có nhiều người xếp hàng chờ tới lượt mua. Bởi đi đến đây mới biết cây xăng hết hàng. Đang trên đường đi làm về, xe hết xăng, anh Lâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, dắt xe vào cây xăng HFC Nguyễn Đình Chiểu thì nhận được thông tin ngạn tạm nghỉ bán và đành phải mua xăng dạo ven đường. Xe tôi vừa mới hết sạch xăng, nếu không đổ thì không đi được, nhưng qua đây thì cửa hàng báo hết xăng. Tôi thấy mấy cô ở ngay cửa hàng có bán xăng lẻ, may quá có đổ ngay luôn. Tôi chấp nhận giá xăng đắt hơn vì nếu không đổ thì phải dắt bộ. Việc cây xăng lớn hết xăng giữa giờ tan tầm như thế này rất bất tiện cho người dân. Bạn Nguyễn Phương Anh, 19 tuổi nói, trời ơi, em đi đến cây xăng này thì thấy báo hết xăng, mà xe em sắp hết kiệt bình, em đang bất lực thì thấy hai cô bán lẻ xăng bên đường. Nếu không có mấy cô bán xăng lẻ bên đường thì em thực sự không biết đi đâu nữa, nên em đành chấp nhận mua giá xăng cao hơn để tiếp tục di chuyển. Ngay sau khi nhận được phản ánh, ông Trần Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo đội quản lý thị trường số 5,
phụ trách khu vực quận Hai Bà Trưng xuống kiểm tra. Qua xác định thấy cây xăng này hết xăng từ 16 giờ và quản lý thị trường đã tiến hành lập biên bản ghi nhận. Sau đó, một số người phụ nữ đã mang can xăng này ra gần cây xăng để bán lẻ. Và thời điểm lực lượng quản lý thị trường có mặt, họ đã bỏ đi. Trước đó, họ đã có nhiều lần có hành vi bán xăng lẻ như vậy và khi lực lượng chức năng có mặt thì bê can vừa chạy vừa chửi bới. Đội quản lý thị trường số 5 đã cử công chức giám sát tại điểm trên, không để hiện tượng tự phát bán xăng can. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại thời điểm hơn 19 giờ, hai người phụ nữ trên vẫn đang đứng bán xăng cho người dân cách khu vực cây xăng khoảng 5 mét trên vỉa hè. Sau khi tiếp nhận, lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường Công an tiếp tục yêu cầu đội quản lý thị trường số 5 báo cho Công an phường Lê Đại Hành đến hỗ trợ, chấn chỉnh ngay tình trạng này. Chúng tôi đã phối hợp công an phường sở tại dẹp tất cả người bán xăng rong ở cạnh cây xăng Nguyễn Đình Chiểu và vào tận nhà để yêu cầu họ ký cam kết không tái diễn hành vi này. Trong bản cam kết đó, người bán xăng trên đã cam kết không bán xăng trên phố Nguyễn Đình Chiểu trái với quy định của pháp luật, nếu còn vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thưa quý vị, nếu như trước đây người dân Việt Nam còn khá e dè với hoa quả của Trung Quốc, thì hiện nay thị trường Việt Nam đang ngày càng ưa chuộng trái cây Trung Quốc với chất lượng ngày càng được cải tiến, đa dạng chủng loại mà giá cả lại vừa túi tiền. Trung Quốc hiện nay đang là nhà cung cấp trái cây lớn nhất vào thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua. Tại chợ truyền thống, trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc luôn được chất đống, bày bán la liệt với mức giá rẻ, dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí có loại khi rộ mua giá chỉ vài nghìn đồng trên 1 kg. Do có giá rẻ, cộng với một số thông tin liên quan đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, nên nhiều người tiêu dùng Việt tỏ ra e ngại, không muốn mua về ăn. Theo như báo cáo của Hiệp hội Trái cây Việt Nam từ nguồn Tổng cục Hải quan cho thấy, 7 tháng đầu năm, Trung Quốc dẫn đầu về xuất khẩu rau quả vào Việt Nam với kim ngạch 388 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện, Trung Quốc chiếm 36,53% thị phần nhập khẩu rau quả của Việt Nam. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Trái cây Việt Nam cho biết, hoa quả Trung Quốc hiện nay đã có bộ mặt mới khi ngày càng cải tiến chất lượng sản phẩm. Vài năm trở lại đây, nước này bắt đầu nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Nông dân buộc phải thay đổi thói quen sản xuất và dám công khai nguồn gốc xuất xứ. Đa phần, Việt Nam không siết tiểu ngạch với trái cây của Trung Quốc và không áp dụng chính ngạch với rau quả nước này, nên hàng vào Việt Nam nhanh hơn thông qua đường bộ. Hiệp định JCEP có hiệu lực ngày càng góp phần giúp rau quả của nước này dễ dàng vào Việt Nam. Vừa qua, hãng tin Bloomberg đưa tin, Bắc Kinh đã ấn định tỷ giá tham chiếu cho đồng nhân dân tệ ở mức yếu nhất trong vòng 2 năm. Động thái này sẽ khiến đà suy yếu của đồng tệ trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Đây là lần đầu tiên trong vòng 2 năm, Trung Quốc để tỷ giá tham chiếu cho đồng nhân dân tệ cao hơn ngưỡng 6,9 nhân dân tệ đổi 1 USD. Cụ thể, vào ngày 6 tháng 9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ấn định tỷ giá 6,9096 nhân dân tệ đổi 1 USD, mức cao nhất trong vòng 2 năm. Như vậy, đồng tiền Trung Quốc đang rẻ nhất so với đồng bạc xanh kể từ năm 2020. Đồng nhân dân tệ phải chịu sức ép lớn khi PBOC đi ngược với xu hướng của các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã nâng lãi suất 2,25 điểm phần trăm trong năm nay và được dự báo sẽ tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra vào tháng 9. Theo giới quan sát, điều này có thể thúc đẩy dòng tiền chảy khỏi Trung Quốc. Xu hướng đó đi ngược với những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc ổn định tiền tệ. Động thái của PBOC sẽ dẫn tới sự suy yếu hơn nữa của đồng nhân dân tệ. Bà Lưu Bội Thiến, chuyên gia kinh tế tại NatWest Markets, bình luận rằng việc ấn định tỷ giá trên mức 6,9 nhân dân tệ đổi 1 USD cho thấy PBOC không phòng vệ trước bất cứ ngưỡng tỷ giá nào. Tuy nhiên, theo tỷ giá tham chiếu của PBOC, đồng nhân dân tệ vẫn mạnh hơn dự kiến. Ngưỡng 6,9 nhân dân tệ đổi 1 USD có ý nghĩa quan trọng, bởi đây được coi là rào cản cuối cùng trước khi đồng tiền Trung Quốc vượt qua mốc 7 nhân dân tệ đổi 1 USD. Trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Bắc Kinh đã quyết liệt bảo vệ ngưỡng tỷ giá này đối với sức ép từ các đợt nâng lãi suất của Mỹ. Tính đến tháng 8, đồng nhân dân tệ đã suy yếu trong 6 tháng liên tiếp. Kể từ đầu năm, đồng tiền Trung Quốc sụt giảm 8% so với đồng bạc xanh. Theo dự báo của các ngân hàng đầu tư, đồng nhân dân tệ sẽ tiếp tục mất giá và vượt mốc tâm lý quan trọng 7 nhân dân tệ đổi 1 USD trong năm nay. Sụt giảm của đồng tiền cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng yên của Nhật Bản, đồng won của Hàn Quốc, đồng baht của Thái Lan và đồng ringgit của Malaysia, vốn đã chịu sức ép từ các đợt nâng lãi suất của Mỹ. Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc đang chao đảo vì các đợt bùng phát dịch COVID-19 mới và cuộc khủng hoảng trong ngành bất động sản. Vào quý 2, GDP của Trung Quốc chỉ tăng 0,4% so với một năm trước đó.
Vào hôm ngày 4 tháng 9, Trung Quốc gia hạn lệnh phong tỏa đối với một số quận tại Thành Đô, một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc. Thành Đô hiện chiếm 1,7% GDP của Trung Quốc và là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty công nghệ và hãng sản xuất xe lớn như Toyota Motor. Ngoài Thành Đô, một số thành phố lớn khác như Thiên Tân, Thạch Gia Trang, Đại Liên và nhiều khu vực khác ở Thâm Quyến cũng đang siết chặt các hạn chế để chống dịch. Ngày 5 tháng 9, theo giờ địa phương, người phát ngôn Điện Kremlin đã cảnh báo thế giới sắp trải qua sóng gió lớn do những động thái phi logic của các quốc gia phương Tây. Nói về nguyên nhân cơn bão, ông Peskov cho hay có những lý do khách quan, nhưng cũng có những lý do chủ quan khiến cơn bão bắt đầu. Liên quan đến những quyết định và hành động hoàn toàn phi logic và vô lý của các cơ quan ở Mỹ, châu Âu, Liên minh châu Âu, EU và các nước châu Âu. Theo hãng tin RT, Nga, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ, EU và một số quốc gia khác áp đặt lên Nga liên quan đến những chiến dịch quân sự ở Ukraine đã phản tác dụng khiến giá năng lượng tăng vọt và lạm phát kỷ lục trên khắp phương Tây. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định, trong bối cảnh này, Nga vẫn cố gắng duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, khi các biện pháp hạn chế đang được đưa ra một cách giả tạo ở phương Tây, các mối quan hệ thương mại và kinh tế của Nga đang bắt đầu tập trung nhiều hơn vào phương Đông. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, không phải bây giờ Nga mới chuyển hướng sang phương Đông. Ông khẳng định, khu vực châu Á, Thái Bình Dương luôn giữ vai trò quan trọng trong các mối quan hệ thương mại, kinh tế, đối thoại năng lượng và các lĩnh vực khác. Trước đó vào hôm 4 tháng 9, ông Peskov cũng đã cáo buộc phương Tây đã mắc quá nhiều sai lầm và họ sẽ phải trả giá cho những sai lầm đó. Theo ông Peskov, trong trường hợp các cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây thành hiện thực, Moscow sẽ không do dự bảo vệ các lợi ích của mình. Quan chức Điện Kremlin đã liệt kê những gì mà ông coi là sai sót của phương Tây, trong đó quyết định gửi vũ khí cho Ukraine để chống lại lực lượng Nga. Ông Peskov cũng đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu là do các quyết định vô lý của các chính trị gia tại khu vực này, những người đã từ chối bảo trì thiết bị do công ty phương Tây bán cho tập đoàn năng lượng Nga Gazprom. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine gần nửa năm trước, Moscow nhiều lần cáo buộc phương Tây đang cố xây dựng một bức tường sắt xung quanh họ. Đây được xem là một nỗ lực nhằm làm lung lay quyết tâm của Moscow trong cuộc khủng hoảng mà các bên đều mô tả là cuộc chiến tiêu hao. Theo giới phân tích, mong muốn của phương Tây dường như nhằm cô lập Nga với thế giới bằng lệnh trừng phạt kinh tế, ngoại giao cứng nhắc để làm ảnh hưởng tới sức chịu đựng của Moscow. Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn chưa thành công và dường như không dễ để thành công vì nhiều nguyên nhân. Cuộc khủng hoảng năng lượng mà châu Âu đang phải đối mặt có thể sẽ khiến họ sụt giảm quyết tâm trong việc đối phó với Nga. Đã có những cơn sóng ngầm trong nội bộ của EU khi một số quốc gia thừa nhận phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung năng lượng của Nga và phản đối áp thêm các lệnh cấm vận lên dầu mỏ và khí đốt của Moscow. Trong trận đấu vừa qua, tiền đạo Anthony người Brazil đã được cho là có hành động phô diễn kỹ thuật không cần thiết trong chiến thắng 3-1 của MU trước Arsenal. Anthony đã ghi bàn mở tỷ số ở trận MU thắng Arsenal 3-1 thuộc vòng 6 Premier League. Cựu sao Isaac cũng thể hiện một số phẩm chất kỹ thuật đặc trưng trong trận đấu này. Trong đó, Anthony có tình huống gây chú ý khi dự bóng một chỗ và thực hiện động tác ngoáy chân trên không trước mặt Oleksandr Zinchenko. Vì hành động này, tân binh trị giá 100 triệu euro bị chỉ trích. Cựu dân thủ Gary Neville nhận định Anthony ghi một bàn thắng thật sự tốt. Tuy nhiên, anh không ngạc nhiên khi thấy cậu ấy rời sân chỉ sau một giờ thi đấu. Anthony sẽ bị các hậu vệ Premier League cản phá nếu tiếp tục phô diễn kỹ thuật không cần thiết. Nhà quản lý bóng đá Hà Lan Henk Ten Cate cũng đồng quan điểm khi chia sẻ Anthony vẫn chưa thực sự vươn tới đỉnh cao. Ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, cậu ấy chỉ ghi 18 bàn và có 14 pha kiến tạo trong 57 trận đấu. Nếu là huấn luyện viên của Anthony, ông sẽ bảo cậu ấy ngừng ngay việc phô diễn kỹ thuật của mình. Anthony đã chơi ổn trong 58 xuất hiện ở trên sân trước Arsenal. Ngôi sao 22 tuổi đã có 21 lần chạm bóng, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 74% cùng 3 cú sút, 2 trong số đó đi trúng đích. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Erik Ten Hag của MU hài lòng với màn thể hiện của Anthony. Anthony đã chứng tỏ được cậu ấy có thể làm những gì. Man United thiếu một cầu thủ chạy cánh phải có tốc độ, kỹ thuật, khả năng pressing. Chúng ta đều thấy Anthony chơi tốt thế nào. Cậu ấy có thể trở thành mối nguy cho mọi hàng phòng thủ tại Premier League.
3 điểm trước Arsenal giúp MU vươn lên vị trí thứ 5 và chỉ kém đội đầu bảng khoảng cách bằng 1 trận thắng. Trong lịch sử Premier League chỉ có 3 đội thua 2 vòng đầu và thắng 4 vòng tiếp theo. Đó là MU mùa 2022-2023, Tottenham mùa 2011-2012 và Arsenal mùa 2018-2019. Anthony sẽ có vài ngày nghỉ ngơi. Anh sẽ dự đoán tiếp tục được đá chính cho MU ở trận mở màn vòng đấu Europa League gặp Real Sociedad vào ngày 9 tháng 9 tới đây. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của báo Sức khỏe và Đời sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.